Mến chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Chương trình được tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Ngày hôm nay thì Diễm Quỳnh cùng với Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Thân trong tháng 12 âm lịch. Theo tử vi tháng 12 âm lịch thì tuổi Thân được quý nhân tương trợ, cho nên họ là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công nhất. Sự thành công của bạn đã khiến cho những con giáp khác phải đua nhau ghen tị. Vậy nên trong cuộc sống, bạn cũng cần phải lưu ý là ứng xử hài hòa để tránh những mâu thuẫn xung đột không đáng có và làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu phân tích lá số tử vi của những người tuổi Thân ngay bây giờ quý vị nhé. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Thân trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 12 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến cho quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Bạn không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng. Bạn luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó, bạn nên hết sức thận trọng cho dù bạn có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ xung quanh. Con giáp này luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và từ đó mà tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này gia chủ tuổi Thân về tài lộc khá ổn định, việc làm ăn hợp tác rất tốt nên tận dụng thời gian này để tìm đối tác phù hợp cho những kế hoạch sắp tới của mình. Người làm kinh doanh nói chung công việc ổn định, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn đầu tư thêm. Chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình bạn sẽ mở được thêm nhiều cơ hội, gây dựng thêm uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn cũng như là phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình như thế nào phòng khi bị lừa gạt. Những gia chủ tuổi Thân là người khá nhạy bén thông minh, tuy nhiên sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 12 âm lịch. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của người tuổi Thân khá ổn định trong tháng này, bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, hẳn nhiên là khó tránh được bệnh vặt, tuy nhiên về tinh thần lạc quan tích cực thì mọi việc sẽ ổn. Người trẻ nên kết hợp công việc và nghỉ ngơi hợp lý, trong khi người trung niên nên hạn chế thức khuya, luyện tập hợp lý. Phụ nữ tuổi Thân nên chú ý các bệnh lặt vặt như phụ khoa, đau dạ dày. Áp lực từ công việc là không tránh khỏi với các gia chủ tuổi Thân trong dịp đầu năm như thế này. Bạn cũng cần phải sắp xếp bố trí thời gian hợp lý để đảm bảo hoàn thành công việc và có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Các gia chủ tuổi Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến cho đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù thuộc về ai đi chăng nữa. Đó là cách để giữ gìn hòa khí. Tháng này gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc là một chuyến đi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Tử vi của từng tuổi Thân trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tuổi Bính Thân, sinh năm 1956. Về vấn đề sức khỏe, người tuổi Bính Thân cần phải lưu tâm để ý, đành rằng ở tuổi này sẽ dễ mắc những căn bệnh tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia vào các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi, giữ tâm trạng luôn vui vẻ thì sẽ cải thiện được tính tình cũng như là tình hình sức khỏe rất nhiều. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Vận trình của người tuổi Mậu Thân trong tháng 12 này khá tốt đẹp, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp.
bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và từ đó có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác và cần phải giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người và kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Đây chính là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Canh Thân. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ tới, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Cần phải nghiêm túc hơn trong mối quan hệ của bản thân, đừng đứng núi này trông núi nọ, chán người bên cạnh, làm hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống không được như ý. Tình cảm của bạn chính là bạn phải chủ động. Tiền bạc không nhiều nên phải hết sức hạn chế chi tiêu những thứ không cần thiết. Cứ tiếp tục thích gì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ thì đừng hỏi tại sao tiền mãi không còn ở trong túi. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Thân, trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử phù hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần phải có thái độ nghiêm túc khiêu đương và không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong cùng một lúc. Tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004. Về phương diện học tập, người tuổi Giáp Thân tháng này học hành tiến bộ, thi cử đạt thành tích. Tuy nhiên, tâm lý lứa tuổi này bất ổn, vui buồn lẫn lộn, thậm chí còn có xu hướng bướng bỉnh, cố chấp, ở nhà gây mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình và ra ngoài thì xung đột với bạn bè. Phụ huynh thường phải đi sau, quan sát để giải quyết hiệu quả. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Thân trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 12 năm 2021, tức ngày 13 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 11 năm 2021, tức ngày 25 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với tuổi Thân trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 12 năm 2021, tức ngày 4 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 12 năm 2021, tức ngày 16 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 12 năm 2021, tức ngày 28 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng, để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều rất thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, Thái Tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên các gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy.
Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi thân trong tháng 12 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được rằng mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch tháng cuối năm này, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và chọn chuông để chúng ta có thể nhận thông báo mỗi ngày quý vị nhé. Đó chắc chắn sẽ là những kiến thức vô cùng hữu ích và cần thiết đối với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.